Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết các đại sứ quán, lãnh sự quán của nước này ở nhiều nơi trên thế giới đã nhận được các gói hàng dính máu có chứa mắt của động vật. Vụ việc xảy ra ít lâu sau vụ bom thư phát nổ tại Đại sứ quán Ukraine ở Tây Ban Nha hôm 30 tháng 11. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, các bưu kiện dính máu đã được gửi tới các đại sứ quán Ukraine ở Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Croatia và Italia. Lãnh sự quán Ukraine tại nhiều thành phố cũng nhận được các bưu kiện tương tự ukraine cho biết đang tìm hiểu ý nghĩa của các bưu kiện này đồng thời hợp tác với các quan chức thực thi pháp luật của các nước để điều tra và đưa kẻ thực hiện hành vi đe dọa ra trước công lý tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán ukraine đều đã tăng cường an ninh bộ ngoại giao ukraine cũng kêu gọi chính phủ các nước bảo đảm an ninh cho các cơ quan ngoại giao của ukraine thưa quý vị, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 2 tháng 12 nhấn mạnh, WHO hy vọng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 sắp kết thúc. Tuy nhiên, mong muốn này chưa thể trở thành hiện thực. Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, những sai sót trong các chiến lược phòng chống COVID năm 2022 tiếp tục tạo ra những điều kiện lý tưởng cho một biến thể gây chết chóc mới bùng phát chúng tôi không thể tuyên bố giai đoạn khẩn cấp của đại dịch hiện đã chấm dứt chúng tôi đã hy vọng nhưng đến nay mong muốn đó vẫn chưa trở thành hiện thực vẫn còn những điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của các biến thể mới vốn có thể là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tỷ lệ tử vong đồng quan điểm với người đứng đầu WHO, Giám đốc Cơ quan Y tế Los Angeles, bang California, Mỹ, Barbara Ferrer cho rằng, có một lối suy nghĩ phổ biến rằng dịch bệnh đã chấm dứt và COVID-19 không còn đáng quan ngại. Tuy nhiên, những con số thống kê chứng tỏ COVID-19 vẫn hoành hành. Tuyên bố trên được bà Ferrer đưa ra sau khi truyền thông địa phương ngày mùng 1 tháng 12 dẫn số liệu chính thức cho thấy số ca mắc COVID-19 tại Los Angeles, hạt đông dân nhất nước Mỹ, đã tăng lên mức cao nhất kể từ làn sóng dịch mùa hè năm nay. Theo giới chức, hạt này đang ghi nhận trung bình hơn 2.700 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, tăng 180% kể từ hôm mùng 1 tháng 11. Trước đó, WHO cho biết tỷ lệ tử vong do COVID-19 gây ra trên thế giới đã giảm gần 90% kể từ tháng 2 năm nay và thời điểm tuyên bố kết thúc đại dịch đã cận kề. Khi đỉnh điểm của đại dịch đã qua đi, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bắt đầu nới lỏng những quy định kiểm soát, xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo WHO, khoảng 90% dân số thế giới hiện đã có mức độ miễn dịch nhất định đối với virus SARS-CoV-2 do đã nhiễm bệnh hoặc được tiêm vaccine trước đó. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 12, nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các quy định phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến xét nghiệm và cách ly. Việc đi lại giữa các địa phương cũng đã không còn nhiều hạn chế. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, nước này đang tích cực tối ưu hóa và hoàn thiện các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 khi mà khả năng lây bệnh của biến thể Omicron yếu đi, tỷ lệ tiêm chủng của người dân tăng và kinh nghiệm trong việc ngăn chặn virus đã được tích lũy nhiều. Chúng tôi luôn cam kết theo đuổi triết lý người dân và đời sống người dân là trên hết, đồng thời điều chỉnh và tối ưu hóa các biện pháp phản ứng trước những diễn biến mới nhất của đại dịch. Thực tế đã chứng minh chính sách COVID-19 của Trung Quốc là dựa trên khoa học, chính xác và hiệu quả. Với chủ trương này, nhiều thành phố của Trung Quốc đã và đang liên tục điều chỉnh các quy định phòng chống COVID-19. Chính quyền thành phố Thành Đô đã không còn yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm âm tính khi tới các địa điểm công cộng hoặc sử dụng tàu điện ngầm, thay vào đó chỉ yêu cầu mã y tế màu xanh xác nhận họ chưa đi đến khu vực có nguy cơ cao. Nhiều thành phố khác có dịch cũng đã cho phép nhà hàng, trung tâm mua sắm và kể cả trường học mở cửa trở lại. Rõ ràng, khác với các quy định phong tỏa ngặt nghèo trước đây, các chuyên gia quốc tế đánh giá tích cực về thay đổi này chúng tôi rất vui khi trung quốc điều chỉnh chiến lược hiện tại bởi việc hạn chế kéo dài thực sự gây mệt mỏi và khổ sở các chính phủ nên đưa ra những chính sách hiệu quả dựa trên lợi ích tốt nhất cho người dân để cân bằng giữa việc kiểm soát dịch với sinh kế của người dân một số chuyên gia y tế Trung Quốc cũng bày tỏ ủng hộ quyết định của giới chức địa phương cho phép các trường hợp dương tính được tự cách ly tại nhà. Đây sẽ là một sự thay đổi rõ rệt so với các quy định hiện hành vốn yêu cầu người bệnh cách ly tập trung tại các cơ sở của chính phủ. Thưa quý vị, phát biểu nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu Nga thực sự tìm cách chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Biden nhấn mạnh cách duy nhất để kết thúc xung đột là Nga rút quân khỏi Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Pháp Macron cho hay ông sẽ nối lại các cuộc thảo luận với ông Putin sau chuyến thăm Washington lần này, đồng thời cảnh báo không nên cắt đứt liên hệ với nhà lãnh đạo Nga. Trước các phát biểu trên, trong tuyên bố đưa ra ngày 2 tháng 12, Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Putin để ngò đối thoại, nhưng Nga sẽ không rút quân khỏi Ukraine, đồng thời thêm rằng việc Mỹ từ chối công nhận các vùng lãnh thổ sát nhập vào Nga đang cản trở việc tìm kiếm khả năng nhượng bộ. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng tại Trung Quốc trong những ngày gần đây, các nhà chức trách nước này đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát và tối ưu hóa hơn nữa các biện pháp chống dịch. Một số thành phố của Trung Quốc, bao gồm thủ đô Bắc Kinh, Quảng Châu, Trùng Khánh và Trịnh Châu, đã tối ưu hóa hơn nữa các biện pháp chống Covid-19 tại địa phương với việc một số nơi cho phép cư dân không có hoạt động xã hội được miễn xét nghiệm đại trà. Theo quan điểm dịch tễ học, đây là một cách tiếp cận khoa học mà các khu vực khác có thể xem xét áp dụng tương tự. Biện pháp này có thể giúp giảm bớt áp lực lớn trong việc xét nghiệm hàng ngày và giảm nguy cơ lây nhiễm cho những người thường ở nhà, vì việc tụ tập đông người tại các địa điểm xét nghiệm có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Ngày 11 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc đã ban hành thông tư về việc tiếp tục tối ưu hóa các biện pháp ứng phó với COVID-19, công bố 20 biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trong khi đó các quan chức y tế Trung Quốc cho biết biến thể omicron BF7 là chủng chính dẫn đến đợt bùng phát COVID-19 mới nhất trên khắp nước này. Chủng chính hiện nay ở Trung Quốc là BF7 là một biến thể phụ đại diện cho hậu duệ thứ ba của dòng omicron BA.5. Nó ít gây bệnh hơn nhưng lại dễ lây chuyển hơn. Ông Suganbo chỉ ra rằng biến thể BF.7 khó phát hiện hơn, gây khó khăn cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo ông, cần bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như người già, bệnh nhân mắc bệnh tiềm ẩn, phụ nữ mang thai. Anh đang đối mặt với tình trạng lạm phát nghiêm trọng nhất trong 40 năm qua. Nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân, mới đây chính phủ Anh sẽ chi một tỷ bảng tương đương gần 30.000 tỷ đồng để triển khai các dự án lắp đặt vật liệu cách nhiệt cho các hộ gia đình từ đầu năm 2023. Đồ ăn hôm nay sẽ có giá khoảng 1,1 bảng Anh cho mỗi người, đó là cho hai bữa ăn, chi phí bữa ăn còn lại là để trả tiền điện. Chúng tôi không có hệ thống sưởi, trời thực sự giật lạnh. Đây là chia sẻ của cặp vợ chồng ông bà Hà khi đã ở ngoài cái tuổi thất thập. Giá điện và khí đốt tăng cao khiến nhiều gia đình tại đây gặp nhiều khó khăn. Nếu như lạm phát trên toàn Anh ở mức 10,1% trong tháng 10, thì tại thị trấn này, lạm phát đã lên tới 11,7%, với số tiền lương hưu một nghìn bảng Anh mà cả hai ông bà Harley có hàng tháng, chi tiêu ra sao là một bài toán rất khó. Hiện nay các khoản trợ cấp, lắp đặt vật liệu cách nhiệt chỉ áp dụng với những người ở nhà xã hội hoặc những người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo chính sách mới, khoảng 80% số tiền hỗ trợ trong số 1 tỷ bảng sẽ được cung cấp cho những gia đình không đủ điều kiện được hưởng tính theo mức thu nhập. Do vậy, gia đình ông bà Halley thuộc diện những hộ gia đình sẽ được hỗ trợ để giảm tiêu thụ năng lượng. Việc lắp đặt vật liệu cách nhiệt tốt hơn cho căn nhà sẽ giúp ông bà tiết kiệm được hàng nghìn bảng Anh mỗi năm. Trong khoảng chục năm trở lại đây, các khoản tài trợ đã giảm dần gần 5 triệu bảng, do vậy việc hỗ trợ an sinh xã hội trở nên khó khăn hơn. Chính sách hỗ trợ lắp đặt vật liệu cách nhiệt giảm hóa đơn năng lượng điện là thực sự cần thiết do các ngôi nhà tại đây hầu hết được xây dựng từ thế kỷ 19, hệ thống sưởi đều đã bị hư hỏng. Hy vọng là căn nhà sẽ ấm lên nhờ chính sách năng lượng mới của chính phủ, giúp người dân chống chọi với mùa đông này. Chúng tôi đã lo sợ Giáng sinh năm nay là những đứa cháu sẽ không thể đến chơi. Người dân cả thị trấn dường như đã cảm nhận được hơi ấm từ kế hoạch năng lượng mới, dự kiến các biện pháp tiết kiệm có thể giúp nước Anh đạt mục tiêu giảm 15% năng lượng tiêu thụ vào năm 2030. they don't have sense no.